Em nói thiệt với cộng đồng mạng là em có hồi em có cầm dao em dí vào cổ và em nói em chặt đầu nó, em cắt cổ nó. Em nói cái đó là em nói thiệt, em nói đó là em chỉ hù thôi, em hù vợ em thôi, nhưng mà em không, giờ em làm tổn thương tới vợ em, giờ em đứt tay mà em còn cầm em còn khóc nữa, Nói chứ thương nỡ chứ. lòng nào em đi giết nữa. Thế khổ. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ đến giờ phút này là cũng trưa rồi. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận là một thông tin hai cha con ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em trai biết em họ tên là gì? Em là Nguyễn Thanh Bàng. Bài à? Dạ, À, em nhiêu Bàng, tuổi rồi? Nguyễn Thanh Bàng, em 37 tuổi À, 7 tuổi. Em nguyên quán ở đâu? Em ở Kiên Giang. Kiên Giang xa vậy? Rồi hôm nay em đi về đây cùng với ai đấy? Em đi với con trai em. Con trai à? Rồi hai cha con hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai vậy? Dạ, em tìm vợ và con em. Em cho biết là vợ em họ tên là gì? Vợ em là Trần Hữu Giáo, tên thường gọi là Dạo. Tên thường gọi Dạo, còn tên thật là tên gì? Tên trong giấy là Trần Mộng Giáo. Trần Mẫu Giáo hả? Mộng Giáo. À Mộng Giáo hả? Dạ. Em tên Bài. Em tên Bàng, Nguyễn Văn Bàng, Bàng. Bàng, Bàng Giáo. Rồi. Rồi. Và hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ và tìm ai nữa? Tìm cô gái em, Nguyễn Thị Bích Tuyền. Bích Tuyền là bé nhiêu tuổi rồi em? Bé 9 tuổi, anh sinh năm 2015. 9 tuổi hả? Rồi em cho anh biết thì tại sao vợ em dắt con đi? Em cũng tại trong Tết hai chồng cự lộn lạo này kia, bắt đầu em năn nỉ rồi mấy tháng trời rồi mà đồ ly dị hoài, mà tại em thương vợ thương con quá em không chịu, cái nó dọn ra ngoài và vợ nó ở, cái em đi, em cố tình em đi theo em ở rằng em lo, em sợ vợ con em khổ, em ra em lo nó, em thương nó dữ lắm, em nói thiệt tình là em thương nó, có thể em chết cho nó luôn á, mà em thương nó vậy đó, mà nó cứ đòi ly dị hoài. Cái nhưng mà tại sao vợ lại đòi ly dị? Ý là nó đợt đó nó đi đám, đi đám nó nói với em là 9 giờ ở bố năm rưỡi ra ca, mà em lại em rước là nó bốn mấy ra ca rồi đi đám, mà em biết điện nó quát máy, cái bữa đó em nóng quá em quýnh nó hai bọc tay cái gầy cửa lộ, em xin lỗi rồi còn thấy nghiêm rồi sao thì cái nó tự nhiên nó dọn ông đồ dọn ở đây ở riêng ly thân đó. Em không chịu, em tạm thương nó quá em đeo nó hoài á. Em cho anh hỏi này, vợ em và em ấy là trong thời gian vừa rồi sống ở đâu? Em sống ở cộng bố ở trước trước là ở khu Bình Tấn, sau này ra về gần cây xăng thứ 4 đường trong con xương bo chạy qua đó. Còn em làm công việc gì? Em làm bốc xếp, trước em làm công ty Toyota Tama, mà vợ kêu nghỉ em rút bảo hiểm, mới rút bảo hiểm này à. Rút được nhiều không? Rút được 87 triệu. Vậy là đưa tiền cho vợ ông hay sao? Ông em còn giữ em mấy chục triệu đưa tiền cho vợ em chuột vàng với ra với em mua cho vợ đó mới gì đó, còn giữ em mấy chục triệu vậy. Em rút bảo hiểm ra mua vàng cái vợ. Dạ. Vợ em từ trước đi làm được công ty này được lâu chưa? Tuy này nó làm mấy tháng anh. Thế trước đây làm ở đâu? Trước đây là nó bán quán cà phê có ở trong công nghiệp đó. Bán có được không? Được, nó trước là nghỉ công ty Asama là hai chồng ra mở quán bán. Bán rồi sao thua lỗ quá rồi mấy chục triệu vậy đó, bắt đầu nó xin vô quán cà phê làm. Làm xong ta làm giới nhân thiệu. Viên hả? Dạ, ta giới thiệu ta vô công ty đi sành làm, cái tới giờ cái nói chuyện luôn. Ô. Thế trước đây vợ chồng em sống với nhau có hạnh phúc không? Chung hạnh phúc đó. Em trước đây có hay đánh vợ không? Nói trước chung, đây, trước hay đánh vợ không? Không, rồi bữa đó em có đánh. Trước đây này. Trước rồi. Trước có đánh lần. Lâu chưa? Lâu lắm mà. Bao nhiêu năm rồi? Cũng mấy năm rồi. Đánh sao mình đánh vợ? Tại cái chuyện đó tự nhiên mình giấu với vợ đâu mà. Giấu rồi, được rồi, giấu này mình biết rồi. Thế vợ em bỏ nhà đi nhiều lần chưa? Cũng hai lần trước rồi em. Lâu chưa? Thấy lâu rồi, mấy năm trước trước là lần này nó mới có mấy tuổi à. Có mấy tháng à, em năn nỉ về thì nói con còn nhỏ em. Trước rồi vợ em đi lâu không? Không, em bắt chuyện khó lắm ấy rồi kêu nó về em đi trong bữa em kêu về rồi. Rồi rồi anh hiểu rồi, nói chuyện thì anh hiểu rồi. Nhá. Này khó, ca này của em phức tạp lắm em. Anh hỏi vậy là anh biết là ca này phức tạp. Tại em thương nó lắm em. Em thì em thương vợ đấy. Dạ. Nhưng mà vợ em thì thực sự là em hiểu không? Dạ em hiểu. Em vợ nó cũng nói thẳng em hoài, tại em thương nó chứ con nhớ con. Bây giờ là mình còn giấu để cho vợ. Dạ. Có nhiều cơ hội đúng không? Dạ. Vì bây giờ anh hỏi thật em có mong muốn là vợ quay trở về với em không? Em mong, rất là mong vợ em quay về với em, quay về với em đi. Em biết bao nhiêu lỗi lầm tha thứ hết, em nói thiệt, em giờ em kia em làm gì em cũng làm, em kia em làm trâu làm chó làm ngựa em cũng làm hết chứ. Tức tình là em thương vợ em lắm. Em nhớ con em lắm. Em kiếm mấy ngày nay luôn. Mình xin vợ em.
Sao em có thương em? Nhiều đêm em làm em nghĩ em muốn tự nhận chết thì sao? Mà em còn thằng con trai. Nhờ em về với em cái gì em không chịu hết. Nhớ con nhớ vợ lắm, khổ lắm mình ơi. Vợ em bỏ đi lâu chưa? Em ơi, bỏ đi mấy bữa nay anh ơi. Vợ em đi là có đem theo gì đi không? Có chứ, nó đeo một vòng bộ vòng với một chiếc lắc chiếc cầm cái chuyện cái đầu bông cũng kèm mấy vàng tiền em mua cho nó, tiền mua cho vợ để vợ để vợ yêu mình nhiều hơn đúng không? Dạ em, cái đó em mà đó vậy em nói thiệt cho anh, em mặn với vợ em có gì là mua cho vợ em trơn, em không bao giờ em sắm cho bản thân mình nhất cái mua vợ con em. Ừ. Nếu mà vợ là không biết thương hả? Em mới thiệt cho anh, bộ đồ em cũng nhớ mua bận nữa. Trời ơi, khổ dữ vậy. Em mới xin cho vợ em có sao nói vậy mà trước á, tại em buồn vợ em lắm nên em mới cờ bạc, bính bạc. Đánh cho mình có thua không? Không ăn rồi mà nơi. Đánh ăn không ăn thua? Ăn nhiều thua ít chứ không? Ờ. Nhưng mà có cái sau này cứ lộn vợ em không chơi nữa, em hứa vợ là em bỏ rồi. Mà vợ em mới... Nhưng mà tại mình... em buồn vợ em nhiều chuyện lắm. Vậy là vợ sai trước đúng không? Dạ. Ê khổ. Vợ em nhìn nhỏ nhỏ con đúng không? Dạ nhỏ con đây. Ồ, nhìn cũng xinh gái mà phải không? Dạ. Ừ. Vợ em quê quán ở đâu? Vợ cũng Kiên Giang ở Tám Ngàn ấy. Ồ, trước đây em yêu vợ lâu không mới cưới? Em nói thiệt ra là lúc trước là em không có yêu vợ em. Ừ. Sau này á em mới về vợ em ta gia đình em nghèo lắm. Ừ. Mà cực khổ nhau cắt lúa nửa đêm nữa không? Ừ. Vợ em á, em không cho đi nó không đi. Nó đứt tay em ngồi mà em khóc không á. Ừ. Bởi vì em mới thấy em thương lắm. Ừ. Vợ chồng cực khổ có nhau. Mà bây giờ... Lúc trước là em nói thiệt với anh là em cưới vợ em đâu có thương thiệt. Hôm nay tôi thấy cực khổ với em quá trời, em mới thương nữa. Ừ, càng ngày càng thương nhiều đúng không? Dạ, càng ngày tôi nghĩ, nghĩ lại là em gớt nước mắt rồi. Ừ, nó thương khổ. Tình cái nghĩa của em đó, vợ em nặng lắm. Thế vợ em lại cứ đòi ly hôn hả? Dạ, đòi ly hôn mà mẹ em không chịu, em cứ hứa mà. Em ra bộ em hay hầm đó, mà ly hôn tôi giết mày. Tại cái em có sao em nói thiệt à. Tại em hay hầm nữa, em tại em hù nó, đừng cho nó, đừng có bỏ đừng, em. Đừng đi, nhưng mà ai ngờ càng mình phản tác dụng đúng không? Dạ, mình càng hầm vợ đi luôn. Thế dạ. Hôm nay vợ trốn đi hay sao? Dạ, trốn đi, em đi dắt gạo bằng đêm, lúc 3 giờ mấy em đi dắt gạo. Về là gần 4 giờ nó chạy đi rồi. Ôi giời ơi. Vậy vợ đi hôm nay là lúc mấy giờ? Gần 4 giờ sáng? Gần 4 giờ sáng anh. Vợ đi ôm con đi luôn hả? Dẫn con đi luôn, cầm ý đồ đi luôn. Sao vợ không dắt hai đứa mà dắt có một đứa? Tại anh này ngủ bên ngoài nữa. À chứ không phải cũng dắt đi hai đứa hả? Dắt nó dắt đi hai đứa sợ nuôi không nổi. Ừ, dắt hai đứa luôn không nổi. Bé kia còn học không? Dạ còn anh. Đứa em là còn học hả? Còn học anh, cô điện hoài luôn, cô kêu nó về học đi. Ừ. Con gái em có từ hôm đi giờ có gọi cho em không? Tại điện thoại em mua cho đồ mỗi người cái, giờ con gái em cái nên mà nó để nhà chờ, nó chỉ mua lấy cái điện thoại mới, không có sim có gì chứ. Nó có bút chân không có nhắn tin gì chứ mà. Ê khổ. Bây giờ con em nó nhớ, nó thương em lắm, nó ngủ với em nữa, nó ở trần nó ôm cha không mà. Ừ. Vợ em này anh nói thật là vợ em có mối tình rồi. Thì em muốn đây. Có đâu. Ừ, nên cho nên là khó lắm. Ừ. Em cái gì em cũng kệ, em cũng tha thứ vợ em. Ừ, biết anh biết là em tha thứ nhưng mà này khó em ơi. Ừ. Gái phải hơi trai như thời lại phải cái gì đấy. Ừ. Em nghe hiểu không? Em biết. Bây giờ anh hiểu, anh hỏi em thế này. Là trước đây là em rất thương vợ. Dạ. Ừ, nhưng mà bây giờ là vợ trong cái thời gian gần đây là vợ từ khi vợ đi bán cà phê á. Không, bao nhiêu công ty làm tới giờ. Ừ, thế nên vợ là có thể em là... nói thiệt cho nó về đồ đạc chén bước bát cơm nước em nấu cho em dám cho vợ mà sợ. Ừ. Vợ mới cực lắm không tin. Ừ. Hỏi em nói thiệt nói dối nữa lời em chờ cho nó chịu. Anh biết rồi, anh biết em nói thật. Vợ anh biết bên, mà em rất thương vợ. Dạ bên vợ em ai cũng thương em chứ. Ừ, em chịu có không. Cái là tánh em hay nóng, em hay cùng hay hù nó. Đừng có hù nó nha. Thật sự là em không có làm đâu. Ừ. Em chỉ hù nó thôi. Đừng hù. Em hù nó mà biết sao không? Tại nó vậy, tánh tình nó vậy, em hù nó đặng cho nó đừng ấy. Nó nhưng sợ mà rồi. Em phản tác dụng ngay em ạ. Phản tác dụng anh. Nó phản sợ quá nó đi ấy luôn. Sợ quá trốn luôn. Dạ. Chạy mất dép luôn rồi. Chứ em thề em là em không có nói dối nữa là em có hù. Thế từ hôm mà vợ em đi ôm con đi giờ phút này em tìm vợ những đâu rồi? Em tìm từ ngã tư Hòa Lăng gà qua đây gà khu Thuận Giao rồi bên chỗ này nè rơi xuống Lá Thiêu rồi em tìm chơi em tìm cầm mình rồi mà em chạy em khóc em năn nỉ người ta không anh. Nhưng mà giờ vợ em có ngoài đường đâu mà tìm. Bởi vậy vợ em bây giờ trong phòng hoặc trong nhà rồi sao mà tìm được.
giống như nhà chợ, đúng không? Mấy người sớm mấy người ta thấy ta đi tới lui tiền vàng, ta nói phiên em mới là lên đây nhờ mấy anh hiệp sĩ Bình Dương đi ảnh đi kiếm giùm chơi chứ con mà con kiếm con này hoài cả đời cũng gặp. Em mới nói là mới trời bây giờ em mới kiếm thì tới đâu hay tới đó, chờ thương chờ gì giúp đỡ như sao giờ trước đây em có đăng ký kết hôn với vợ không? Có hả? Giờ vợ đòi ly hôn luôn. Dạ, vợ đòi ly hôn lâu chưa? Trong Tết nên anh lúc cự lộn vụ đó tới giờ đó. Vậy là từ lúc em tát vợ cho nên giờ vợ đòi ly hôn luôn. Dạ. Gia đình vợ có biết không? Biết. Vợ ai bên vợ em ai cũng thương em nhưng sao em không năn nỉ bên vợ giúp em? Trời em năn nỉ cho bên vợ em ai cũng khuyên hết trơn á. Ai cũng khuyên hết trơn mà vợ em nó không có chịu cứng đầu, nó cũng bị bệnh không bình thường, nó như là lúc này lúc kia nó thiệt. Bởi vì em thương chứ. Vợ em cái giò nó yếu xìu nó hay bị đứt trước nó bị sốt này kia em sợ lắm. Mỗi lần nó đi màn giờ là em bóp giò cho nó tối ngày mà nó ngủ không được em gãi đầu nó sáng đêm. Ôi giời ơi. Em đi màn giờ mà em gãi đầu nó sáng đêm nó thiệt. Thương cỡ nào. Thế mà cô thử gãi đầu cho bà ngủ. Dạ. Nó mà ngứa vậy là em gãi sáng đêm em không rà ngủ em đi màn giờ em cũng lo cho nó, em bóp giò nó sáng đêm. Thương vợ quá chừng luôn ha. Dạ. Em dám thề câu danh dự luôn, trên đời chưa ai thương vợ em nói thiệt. Em gì em thương vợ lắm, có thể chết gì vợ em. Anh thấy em như thế là số 1 rồi đó. Dạ. Nhưng mà vợ thì lại không để ý đến em hả? Dạ, dạ. Lâu nay mình có ngủ chung với vợ không? Em mà lúc con với vợ em ít ngủ chung với vợ lắm, tại con lớn rồi. Chứ cái quan hệ này kia thì có, nhưng mà ít ngủ chung á. Lâu lâu rồi vợ tranh thủ đó đúng không? Dạ. Không có ngủ chung. Con cái nó lớn. Vậy con ngủ với ai? Dạ. Mình ngủ phòng trọ hả? Ngủ phòng trọ nhưng mà em ngủ ở giạc riêng không mà, em ngủ riêng không mà. Còn hai đứa con em ngủ chung với vợ em tại lớn rồi nó chặt chỗ á. Dạ. Thế khổ. Dạ. Để em nói thiệt cho em lên mạng này là em nói những lời nào mà nói thiệt lòng em. Mình đến giờ phút là mình biết rồi nhưng mà mình vẫn thương vợ. Dạ vẫn thương vợ. 100% thương vợ. Vợ về là vẫn tha thứ cho vợ luôn. Trời vợ về em cái gì em cũng chịu, em tha cái gì em cũng tha thứ. Nếu như mà nếu mà vợ em không về mà vợ em chia sẻ là bây giờ tôi không yêu ông nữa rồi ông đi tìm người khác thì em có buồn không? Em buồn lắm anh. Em sao có xác định là liệu sau này mình có thể là phải đi lấy vợ khác không? Em không đâu, em nói thiệt. Em không lấy vợ khác đâu, em chỉ thương con là vợ. Một mực là vợ em hả? Dạ. Con em bé này hiện nay con học không? Con nhỏ gái anh. Bé này là bé trai này. Bé trai còn học anh, nó đang học. Học lớp mấy nè em? 4 hả? Cho chú hỏi con tên gì con? Con tên là Nguyễn Thành Tuấn. Nguyễn Thành Tuấn hả? Tính. Tính hả? Dạ. Tính nhiêu tuổi rồi? Dạ con 11 tuổi. Con học lớp mấy? Dạ con học lớp 4. Mẹ đi lâu chưa con? Ba mẹ có hay trước đây hay gây lộn không? Dạ có. Con có thấy không? Dạ có. Con thấy con có khuyên ba mẹ đừng có gây lộn với nhau không? Dạ có. Con thấy ba mẹ gây lộn con có buồn không? Dạ. Buồn. Những lúc bảo con khuyên như vậy là ba mẹ có ngưng không? Có thôi không? Có thôi cãi nhau không? Có. Mẹ có thương con không? Dạ có. Con thấy ba với mẹ là ai là người thương con nhiều hơn? Dạ mẹ. Mẹ hả? Con biết lý do tại sao mẹ bỏ đi không con? Dạ, cái đợt mà trai với mẹ con cãi nhau. Lâu chưa? Cãi nhau tối hay ban ngày? Chắc tối. Tối hả? Dạ, con có biết mẹ đi đâu không? Dạ không. Con có sợ mẹ bỏ con luôn không? Dạ có. Từ hôm mẹ đi đến giờ phút này mẹ có gọi điện cho con, mẹ báo là con chịu khó học là mẹ đi làm ăn xa không? Dạ. Không nói gì luôn hả? Con nhớ mẹ không con? Nhớ nhiều không? Trước đây con có hay nói chuyện với em gái con không? Dạ cũng ít khi lắm. Ít khi lắm à? Bây giờ con có nhớ em không? Dạ con có mong mẹ mấy em gái quay trở về mấy em mấy ba không? Dạ mấy con không? Có. Con nói một điều gì đó sẽ để cho mẹ con xem được mẹ con quay trở về mấy con đi. Mẹ ơi, về với con với cha đi. Em ơi, về với anh đi em ơi. Anh nhớ em lắm, cậu nhớ em lắm. Anh về đi, cái gì anh cũng tha thứ cho em. Anh về với anh đi. Anh thề luôn, anh sau này anh không hù em nữa, anh không làm gì. Anh tại vì anh thương em quá, anh sợ em bỏ anh mới hù em thôi. Chứ anh thề với em luôn là anh không có ý hại em gì chứ. Lúc em có em hay cầm dao cầm mát lên hù em cắt cổ nữa là em. Ui có dạ. Hù thiệt. Đừng có hù. Tại vì em nói thiệt là em chỉ hù vợ em thôi. Tại anh thương nó quá, em sợ nó bỏ em. Thế khổ.
chứ em có là em đã có em thiệt. Em hù vậy là phản tác dụng rồi. Thì đó, phản tác dụng, giờ em mới sợ quá vậy nó đi luôn. Ôi giời, khổ quá. Đừng có hù vợ nữa. Chứ em tính hù cho nó giờ sợ thôi. Ai về đâu mà phản tác dụng gì. Ê khổ. Em nói thiệt chứ, giờ em về đi, em hứa là em cái gì em cũng nghe lời vợ. Không bỏ, không là ấy gì, em gắng làm lo cho vợ cho con. Dạ, nhớ em... nhớ vợ chưa? Dạ. Em có nhớ vợ nhiều không? Đêm nào em ngậm cũng khóc, em nhớ vợ em chứ. Em đi đi ngày nào em cũng đi, tối ngày em đi kiếm chứ. Với khu vực này người ta biết em chứ, người ta gặp em người ta hỏi cưng gặp vợ hơn chưa. Nhiều người kêu em thôi, nói vậy thì mày bỏ đi mày ơi. Rồi nó đi rồi, chừng nào nó chán nó về. Rồi em nói không, em nói thiệt là em nói không được. Tại em thương nó lắm, đêm nào em ngậm cũng nhớ đó chứ. Em bỏ không được. Em phải nói một điều gì đó để cho vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại và em quay trở về với em đi. Em ơi, ở đây có cộng đồng mạng, anh xin hứa với em luôn là em về, quay về với anh và con đi. Em nhớ em với con quá à. Về đi, anh sẽ bỏ tất cả. Anh sẽ không hù em nữa, tại vì anh thương em quá à. Anh mới hù em thôi, chứ anh không có hại em đâu. Tại anh chết chứ không để cho em bị tổn thương gì đâu. Em nói cái này là em nói thật lấy lòng của anh. Mình hứa là vợ về không đánh đúng không? Em không, giờ em đánh vợ em. Em nói thiệt, vợ em có làm gì em cũng đánh vợ em chứ. Đừng có đánh vợ đấy nha. Dạ. Đánh mấy em hù như vậy là vợ sợ vợ đi luôn đấy. Tại em nói thiệt với cộng đồng mạng là em có hù, em có cầm dao. Em dí vào cổ và em nói em chặt đầu nó, em cắt cổ nó. Em nói cái đó là em nói thiệt, em nói đó là em chỉ hù thôi. Em hù vợ em thôi, nhưng mà em không giờ em làm tổn thương tới vợ em. Vợ em đứt tay mà em còn cầm, em còn khóc nữa. Thế nở lòng nào em đi giết nữa. Khổ. Thôi bây giờ thì em hãy nói một điều gì đó thực sự tình cảm nhất để em dành cho vợ. Hy vọng là vợ em xem được và em suy nghĩ lại và em quay trở về. Nếu em nghe được cái clip này á, thì em về với anh với cô đi. Anh với cô nhớ em lắm. Dù em làm gì anh cũng tha lỗi cho em hết trơn. Anh hứa với em là anh sẽ không làm gì có hại cho em đâu. Anh thương em nhiều lắm. Tội con lắm em ơi. Bây giờ cô điện cho nó đi học hoài luôn. Trường tính bây giờ con mình nó, bây nhất. Giờ nó cũng lấy đại học cô học hành được rồi, nó bỏ bơi đồ nghỉ hoài. Tội nhất là hai đứa trẻ ha. Là tội nhất hai đứa con mình. Em có gì dù em thương anh nó cũng phải suy nghĩ cho con mình. Nó còn cái tương lai của nó nữa. Vợ về vì bất kể lý do nào đó em cũng không đánh vợ nữa mà cũng tha thứ cho vợ nhé. Giờ em về là mới thiệt, em ôm vợ em mừng không hết nữa. Em không giờ em quýnh vợ em hay là làm gì em mới thiệt. Em ôm vợ em khóc em mới thiệt. Nếu mà giờ em về là em ôm em khóc luôn. Tại vì em thương vợ em lắm. Tội quá. Rồi bây giờ để xíu nữa anh tiếp tục trò chuyện với em nhé. Hy vọng là các cô chú anh chị chia sẻ video này để sớm tìm thông tin chính thức em gái đang ở đâu. Mục đích chính là giúp em gái này quay trở về để hai đứa trẻ tiếp tục có cha có mẹ để tiếp tục con đường học hành. Tội ai đứa con mình lắm em ơi. Rồi bé trai bây giờ con hãy nói một điều gì đó để cho ba xem được, ba suy nghĩ một cách để ba yêu thương như vợ mình là mẹ nhiều hơn, để hy vọng là ba mẹ là sau này không có đánh cãi chửi nhau nữa và yêu thương nhau nhiều hơn để ba mẹ này không có giận nhau và đặc biệt là mẹ không có bỏ đi nữa con. Nói em là anh sẽ không làm gì có lại cho em. Cha với mẹ con cãi lộn với lại nói chuyện nhà hoàng. Con chỉ cần cha với mẹ con với em con sống hạnh phúc là được. Con có mong muốn mẹ về với con với các anh em có con không? Có. Con mong muốn là ba mẹ không cãi nhau nữa để sống hạnh phúc đúng không? Rồi con cảm ơn con nhé. Rồi hy vọng là về con nó chịu khó học hành nhé. Cố gắng học giỏi, đừng có bỏ học nha con. Chú sẽ kiếm mẹ cho con nhé. Em cũng cảm ơn với anh mấy chú. Rồi hôm nay này, hai cha con về đây nhờ anh em chị Minh Dương ghi hình và đăng tin để tìm vợ. Thì các anh em sẽ chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng là sớm tìm được thông tin chính thức và em đang ở đâu em nhé. Em ơi, em về đây cái gì anh cũng tha lỗi cho em hết đi. Đừng có bỏ anh nha con. Tội nữa lắm. Rồi hôm nay anh em mình sẽ bị dương cha ghi hình và đăng tải tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội. Em có đồng ý không? Dạ em đồng ý. Rồi cảm ơn em nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái và dắt theo một đứa trẻ bé gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để giúp hai mẹ con quay trở về ở với gia đình. Cuối video cho phép công trần ra thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.